của Loki và Faye hôm nay đã mở mắt rồi. Mọi người nhìn xinh không? Đây hai bố mẹ đang cho ra ngoài vườn đang hóng con đấy. Còn cún con này thì hôm nay là được mười mấy ngày rồi, mở mắt rồi, cực kỳ xinh luôn. Đây để cho mọi người ngắm cún con từng con một nhá. Hôm nay nó trời nó hơi lạnh. Đây để cho nhấc từng con cho mọi người ngắm. Đây con đực duy nhất ở trong cái đàn 6 con này. Em đực này. Anh xem nào. Rồi. Được đấy. Quá xinh luôn. Đấy gầm gừ đấy. Nghe thấy gầm gừ chưa? Đang thì gầm gừ đấy. Cái này. Đàn này là như thế là rất giống mẹ đây, con này là con gầm gừ này. Đang gầm gừ với con kia. Đây. Hai con cái. Xinh không? Quá xinh luôn. Rồi. Ra đây đứng ở bên ngoài này. Nào, con nào vừa ị kia tránh cái chỗ gì ra nhá, không bẩn đấy. Đây hai con cái. Rồi được rồi. Trời quay bọn cháu con tí không phải ồn nào. Loki con Loki đấy, có chăm được không? Phản đối á? Có cái gì mà phản đối nhỉ này? Sợ quá xinh luôn. Rất là xinh. Đấy. Còn một em nữa. Đây. Màu mảng đàn này thì rất là nét. Màu mảng nét. Đây ông đực đây. Cắm lại ông đực tí. Cái đàn này là nó đẻ 9 con. Nhưng mà rụng mất 3 con. Nhưng mà 9 con từ ban đầu chỉ có một con đực, 8 con cái. Thì nó rụng 3 con. Là bây giờ còn 6 con thì vẫn còn con đực. Phải nói là em đực này là em đực gọi là rất là cao số đấy. Cho nó gục xuống một tí này. Nhìn xuống nó tí. Đây này. Có con đã hầm hè rồi đấy. Hầm con nhà bà hè ghê gớm lắm. Xinh không? Đàn này thì màu mảng rất là tốt. Hai bố mẹ đang ở đằng sau kia. Ki có chăm được con không mà ki ồn ào thế hả Ki? Ki ơi. Có chăm được con không? Mà ồn ào. Không chăm được con thì thôi nhá, để yên đấy. Đấy. Bố mẹ thì đang cho ra ngoài để quay bọn cho con. Một tí. Tí cho bố mẹ vào đây. Gừ này. Làm gì ghê gớm thế? Hả? À? Ghê gớm quá. Ôi trời nó lạnh, quay bọn cho con này một tí để cho mọi người ngắm tí thế thôi. Còn cho chúng nó vào trong chuồng. Chuồng đang phải để đèn sưởi kia. Vì thời tiết đợt này nó rất là lạnh. Cho ra chút chút thôi. Rồi lại cho mẹ vào để mẹ nó ủ. Mặt đẹp không? Sợ. Quá xinh luôn. Sợ.
để cho mẹ nó vào để mẹ nó dọn. Hầm hè ghê quá nhỉ. Ừ, chào em. Ok thôi được rồi, cho mẹ vào đấy. Thế thì lại thằng bố nhảy vào trong chuồng chăm con luôn. Thôi được rồi Loki ơi. Nào Ki ơi ra đây. Loki phây để cho một mình nó chăm á. Ki ơi. Thằng bố đợt này lại gọi là yêu con quá vậy. Thôi phây ơi, kệ nó đi. Ki. Ki ơi. Ki vào chăm con thật đấy. Có sữa cho nó bú không? Thôi đi ra đây. Đây là con của Loki. Loki ơi. Không ở chung một đâu. Nào. Gặp cái ông này, ông tướng này, ông này thể hiện quá lắm. Ki ơi. Không phiền mẹ con nó cho nhau ú. Này anh nói Ki mà không nghe là anh phải dùng biện pháp ấy nha Ki nha. Thôi phây kệ nó đi phây. Cái khó này nó Ki này lại quấn con thế này chi này. Loki ơi. Con phây nằm vào nằm cho con Ti đi. Ki à. Ki. Ki là Ki có sữa cho nó bú không? Có sữa cho nó bú không? Không có sữa cho nó bú thì đi ra đây để cho mẹ nó cho bú. Ki. Loki ơi. Bơ luôn kìa. Ôi giời ơi. Anh chỉ trêu thế thôi. Chứ ai mà bảo Loki vào đây chăm. Loki chăm sao được. Ki ơi. Này. Đi ra đây. Chăm làm sao được, chúng nó mà cũng liêm láp như thật đi. Cũng dọn như thật. Anh chỉ giả vờ thế thôi. Chứ ai bảo Loki chăm. Loki chăm mà sao được. Ti thì chẳng có nhỉ. Liếm như thật. Ki. Ki. Thế anh cho Ki ở trong này luôn với chúng nó nhá. Này. Ki có ở trong này luôn không? Có ra không? Anh đóng cửa vào này. Ki ơi. Loki. Thích ở trong với con luôn. Có ra không, anh đóng cửa luôn vào đây này. Là Loki ở trong đấy với chúng nó luôn đấy. Phây kệ nó nhá. Thôi Ki ơi. Này còn tranh chăm với mẹ. Thôi phải lấy dây để kéo Loki ra thôi. Con cứ đuổi vào trong con. Khổ. Lấy xích kéo ra mới chịu ra. Đúng là Ki dở hơi. Ti thì chẳng có cho con bú còn tranh liếm con với mẹ. Nè. Ki chăm được không? Ok cho mọi người ngắm cho con của Loki tí. Lần này là Ki có 2 đàn. Thì đàn này 6 con. Còn một đàn 4 con. 4 con thì nó có 2 con đực. Nhưng mà nó chưa mở mắt. Để nó mở mắt rồi sẽ quay video. Yêu con nhỉ. Rồi ơi. Nay mới biết đấy, nó lớn lên tí thì chạy mất hút. Cho con lớn lên tí thả ra chuồn luôn. Giờ thì lại bé thì lại còn vào này còn đòi chăm con nữa, tranh của mẹ đấy chứ mới sợ. Thế Ki ra vườn tí đi. Có ra vườn tí không? Nắng rồi này. Đấy. Nằm ở đây trông con luôn đó hả? Ngồi yên đấy. Không. Nằm xuống. Không thì đứng yên đấy. Chân dung thanh niên hầm hấp. Loki. Quá hấp luôn.
còn đuổi vào 100 con, sợ quá đi. Đây. Như thật. Nằm đây canh canh cho con nhá. Nhá. Có canh để cho nó không? Ok thôi, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé.